Xin chào tất cả quý anh chị nhà đầu tư, chào mừng quý anh chị quay trở lại kênh Ichimoku Chuyển Phát cũng như quay trở lại video phân tích mã cổ phiếu và nhận định thị trường của em Lâm. Thì trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ba mã cổ phiếu đất xanh, NHA và BDR. Liệu rằng ba mã cổ phiếu này còn những cái dư địa tăng trưởng đến vùng nào là sẽ bắt đầu gặp áp lực và các anh chị nhà đầu tư mà đang cầm tiền á, thì có nên tham gia vào mã cổ ba mã cổ phiếu này không? Và thị trường của chúng ta ngày hôm nay là một phiên tăng điểm và tăng nhiều nhất là lên cái vùng 1222 nhưng mà cuối phiên thì kết nến ở cái vùng 1216 anh chị làm cái phiên tăng điểm liệu rằng cái phiên tăng điểm này là cái phiên xác nhận tạo đáy hay chỉ là một cái phiên hồi phục thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong video này luôn anh chị trước tiên thì em Lâm cũng đi qua thị trường của chúng ta trong phiên giao dịch ngày hôm nay anh chị có thể thấy rằng thị trường của chúng ta có một màu xanh bao phủ toàn thị trường với 250 mã cổ phiếu xanh 148 mã cổ phiếu đỏ thị trường thì tăng 11.39 điểm kết nến ở vùng 1216 về các mặt chỉ số thì anh chị có thể thấy rằng đầu phiên thị trường của chúng ta mở một cái ghép giảm đâu đó là gần 3 điểm sau đó là về tới cái vùng thấp nhất là 1197.99 thì sau đó bắt đầu có lực cầu tham gia vào thị trường và ngày càng tăng mạnh lên và lực cầu này bắt đầu từ lúc 10 giờ anh chị 10 giờ bắt đầu lực cầu là có và càng ngày càng gia tăng và đạt đỉnh điểm ở lúc đầu giờ trưa anh chị một giờ rưỡi thì bắt đầu là đạt được đỉnh điểm và sau đó thì gặp áp lực chốt lời từ anh chị nhà đầu tư tại vì thật sự thị trường của chúng ta trong các cái phiên vừa rồi là chín phiên thị trường chúng ta giảm liên tiếp anh chị chín phiên thị trường giảm rất là nhiều giảm từ cái vùng mà nên anh chị có thể thấy rằng liên tiếp là từ một vùng 1100, 1266 mà giảm liên tiếp xuống cái vùng 1198 bắt đầu là có sự hồi phục và cái phiên ngày hôm nay thì xét về cái phiên FTD thì nó không phải điều kiện anh chị tại vì tổng thị trường chúng ta chỉ tăng được 0.95% thôi và thanh khoản là 17.800 tỷ một cái phiên mà tăng bùng nổ thiếu đà thì chúng ta phải có nhiều mã cổ phiếu tím của một nhóm ngành cộng thêm là thanh khoản của thị trường thì phải trên 20.000 tỷ trong giai đoạn này thì nó mới uy tín anh chị và đặc biệt là chỉ số viên phải tăng trên 1.6 thì nó mới ổn hơn còn phiên ngày hôm nay thì em Lâm vẫn đánh giá chỉ là một cái phiên hồi phục của thị trường sau khi mà thị trường giảm điểm liên tiếp 9 phiên thì hiển nhiên nó sẽ có một cái phiên bật lại theo quán tính kỹ thuật thôi tác động tới chiều tích cực của thị trường cũng là các cái anh thuộc nhóm VN30 là chính anh chị và chiều ngược lại cũng như vậy. Và nước ngoài ngày hôm nay lại một phiên nước ngoài bán rất nhiều, 1.217 tỷ tập trung bán vào hai anh cổ phiếu Vinhome và FPT. Nhưng mà hai mã cổ phiếu này thì đều góp phần vào chiều tăng điểm của thị trường. Chứng tỏ rằng là có lực vào cân lại hai mã cổ phiếu này trong khi khối ngoại bán bán rất là nhiều anh chị. Anh chị cũng có thể thấy rằng thông qua cái giai đoạn này thị trường của chúng ta nếu cạn cung mà thị trường chúng ta hoạt động bình thường á, thì nước ngoài bán 1 ngàn hay 1 ngàn 500 tỷ thì nó cũng không ảnh hưởng nhiều đến thị trường của chúng ta nhưng khi thị trường của chúng ta quay trở lại những cái phiên trước thị trường thanh khoản thấp 14 ngàn tỷ thì khối ngoại bán rồng như vậy thì rất là mệt anh chị và thị trường của chúng ta trong phiên ngày mai dư địa tăng trưởng còn không còn anh chị góc nhìn của em Lâm vẫn còn về biểu đồ Ichimoku chuyển phát thì anh chị có thể thấy rằng thứ nhất là sau khi ao ben thì thị trường chúng ta đang quay trở lại cái ben rồi nhưng mà gặp áp lực chút lời và khung đồ thị ngày thì bắt đầu trạng thái kiếm thì nó cũng đang sắp trạng thái là tách kiếm từ từ trong ngày mai thị trường chúng ta tiếp tục cái đà hồi phục và không trong ngày mai anh chị phiên buổi sáng á, thì có khả năng thị trường chúng ta sẽ nhúng về lại cái vùng 1210 nhúng về là cái vùng 1210 sau đó mới tiếp tục quay trở lại tăng trưởng lên anh chị và khả năng thị trường chúng ta trong đợt này tăng trưởng thì lên được cái vùng 1227 cho đến cái vùng 1232.9 anh chị là cái phiên dư địa tăng trưởng và em kỳ vọng rằng thị trường của chúng ta sẽ duy trì được cái vùng này từ đây đến hết phiên ngày thứ sáu tuần này luôn kết thúc vào một tuần là với một cái phiên mà tăng điện ổn định hơn và nhịp này thì em không khuyến nghị mọi người mua T cộng cũng như T không bất kỳ mã cổ phiếu nào trong đoạn từ thị trường giảm số em đều có những góc nhìn là anh chị canh những lúc mà thị trường hồi phục để chúng ta ra hàng tại vì thị trường đợt này á dòng tiền vẫn không có vào nhiều anh chị nên nó vẫn còn cái xác suất rủi ro và vùng này em lâm vẫn chưa chưa thấy nó là đáy anh chị nó chỉ là một cái pha kỹ thuật bật hồi lên lại thôi còn dư địa tăng của nó vẫn có xác suất tăng mạnh anh chị nhưng mà góc nhìn em thì lên chúng ta canh những cái mã cổ phiếu nào anh chị đang âm đang lỗ canh hồi lên các cái vùng khách sạn cũng như là vùng cạn để chúng ta hạ bớt tỷ trọng mã cổ phiếu nào hồi bốn thì hạ 50 còn lại chúng ta theo dõi thêm còn mã cổ phiếu nào lỗ thì về các cái vùng cạn thì chúng ta cũng hạ 50 và theo dõi thêm coi cái dự địa tăng trưởng của nó uh, vượt qua vùng cạn như thế nào sau đó thì chúng ta cũng sẽ nếu mà khi thị trường xấu chúng ta sẽ chốt 50% còn lại vẫn bảo đảm là tỷ lệ tiền mặt của chúng ta nó nhiều anh chị để chuẩn bị khi nếu mà thị trường xấu sau cái nhịp hồi này thị trường quay trở lại cái vùng ở phía dưới đáy sâu mà có tín hiệu tạo đáy tín hiệu phân kỳ trong khung tuần thì chúng ta sẽ tiếp tục là sẽ tham gia lại nhưng mà lúc đó anh chị cần phải có một cái lượng tiền mặt lớn để chúng ta bắt đáy ở vùng dưới giống như cái đợt 1184 anh em có cho anh chị nhiều đầu tư khách hàng trong nhóm là có tham gia bắt đáy vào thị trường thì đợt này cũng vậy nếu mà thị trường tăng luôn rất khó. Vì sao? Thứ nhất là về biểu đồ kỹ thuật trong khung nhỏ 15 phút, 1 giờ cũng như khung đồ thị ngày nó đều đang trong trạng thái là xu hướng giảm và giảm còn khá là mạnh chị. Nên khi nó tách kiếm ra thì khả năng là chưa tách hết kiếm ra thì nó sẽ lên. Còn thị trường chúng ta nếu mà thật sự mà ổn đó, nó phải đi tích lũy trên cái vùng 1205 này. Và đâu đó là thêm 7 phiên nữa hết tuần sau anh chị. Nó không mất cái vùng hết tuần sau mà vẫn duy trì không mất được cái vùng này thì may ra anh chị thì may ra thôi tại vì khách nhưng mà nó vẫn có rủi ro là khách sạn khung tháng nó vẫn còn hình thành nên kết phim nến tháng này thị trường chúng ta không lấy lại được cái vùng 1276 thì rất xác suất là thị trường của chúng ta nó sẽ phải điều chỉnh về lại cái vùng ở phía dưới là cái vùng 162 trước mắt anh chị tiếp tục là chúng ta đi qua ba mã cổ phiếu thì ông làm có chia sẻ mọi người rất sẵn hôm nay là một cái mã cổ phiếu có sắc tiếng trong phiên nhưng sau đó gặp áp lực bán và đất xanh là một cái mã cổ phiếu trong giai đoạn vừa rồi anh chị thấy chín phiên đều tích lũy rất là tốt giữ giá nền trên 19 15.9 nhưng để tham gia thì không có điểm tham gia đẹp ở đây ở vùng này đang là cái vùng cạn của nhiều anh chị nhiều đầu tư nóng trung hạn anh chị thấy biểu đồ trung hạn đó nó đang có cái vùng cạn là vùng 17 và 17.8 thì vùng này anh chị nào mà đang có hàng lợi nhuận thì chúng ta vẫn chia ra chốt anh chị chốt ở đây một phần hai nếu được trước anh chị chưa chốt tại vì thật ra cái vùng 17 này 16 5 17 thì em Lâm có làm video cái này hơn tháng rồi cho anh chị nhà đầu tư chốt rồi cái anh chị nào chưa chốt mà có tham gia lại các cái vùng đối với lại đất xanh đó, thì vùng này chốt 1 2 1 2 còn lại chúng ta nâng trận lại lên ở quanh cái vùng là 16.7 16.8 còn để tham gia thì em không khuyến nghị mọi người ha tại vì cái vùng hỗ trợ của đất xanh cái vùng 15.9 nó không phải là vùng hỗ trợ ở đây nó không phải vùng hỗ trợ cứng và kể cả 14.9 cũng vậy Tại vì khi thị trường xấu tất cả mã cổ phiếu nó đều giảm có khả năng nó mất luôn cái vùng hỗ trợ này Nên mọi người lưu ý đối với đất xanh thì chúng ta tạm thời theo dõi nếu mà chưa có hàng Anh chị nào có hàng rồi thì chốt lời 1 phần 2 1 phần 2 còn lại gia tăng để chúng ta bảo đảm lợi nhuận của mình anh chị Thị trường mà tăng thì nó cũng sẽ có những cái nhịp mà quay lại cho anh chị đầu tư chúng ta tham gia lại thôi Không có gì phải lo lắng anh chị Về biểu đồ kỹ thuật thì em thấy là nó chưa có tín hiệu đẹp NHA cũng vậy anh chị anh chị nào mà tham gia NHA bắt ở các cái vùng giao găm ở dưới đây anh chị thì bây giờ nó có lên rồi nó lại xuống lại đây là cái vùng nó đang gặp áp lực đối với NHA thì nó lên cái vùng 26.7 thì bắt đầu là nó gặp áp lực rồi hôm nay cũng vậy anh chị 26. cao nhất là 26.5 là bắt đầu gặp áp lực rồi đối với lại NHA thì trong phiên ngày mai thì chúng ta nên chặn lại lên ngay cái vùng là 26 anh chị ra, nếu mà nó mất 25 25.5 mới là vùng hỗ trợ nhưng mà để xuống đây mất thì nó lại ổn anh chị nó mất cái khoản lợi nhuận của chúng ta 25.6 là để em đo Đó, cái vùng hỗ trợ nó đây là khoảng 2 phần trăm anh chị có thể là nâng chặn lại lên là cái vùng 25.6 nếu mất 25.6 thì chúng ta chốt hết một phần cho hết luôn anh chị còn ngày mai tiếp tục thì chúng ta chờ nợ a à, nếu có những cái phim mà nó lên lại 26.6 thì chúng 26.5 anh chị chốt 1 phần 2, 1 phần 2 còn lại chúng ta tiếp tục nắm giữ chờ lên trên đối với lại nợ A mà nó có xuống lại 25.6 thì không nên tham gia tại vì trạng thái kiếm cũng như âm của nó chưa đảo chiều anh chị trong khung đồ thị nhỏ cũng vậy luôn nó sẽ chỉ là một cái nhịp hồi thôi anh chị mà nợ A nó tăng thì cũng tăng cũng mạnh mà nó giảm thì giảm cũng rất là nhanh anh chị mã cổ phiếu thứ ba là BDR anh chị phát đạt trong đoạn vừa rồi thì anh em cũng có làm các cái video phát đạt đó, có cho anh chị tham gia ở các cái vùng ở phía dưới đây 20 này anh chị quan quanh cái vùng mà 20.3 thì khi hôm nay phát đạt nó lên gần cái vùng này thì cũng cho anh chị nhà đầu tư chốt rồi anh chị em cũng có nhắn trong nhóm là nhóm bất động sản ngày hôm nay mã cổ phiếu nào 5 phần trở lên giá tím là anh chị chia ra chốt hết chứ không có giữ lại đối với bất động sản cái bất động sản đối với BR ngày hôm nay nó lên được cái vùng mà cao nhất là cái vùng 21.2 xong rồi sau đó vượt qua xíu là gặp áp lực đối với anh những anh chị nhà đầu tư nào mà vẫn còn cầm á, thì ngày mai chúng ta tùy vị thế của mọi người chúng ta vẫn lưu ý là cái vùng 21.2 đến 21.78 là cái vùng cảm rất cứng đối với lại phát đạt và để tăng trưởng trong án thị trường của chúng ta chưa có đang là trong một xu hướng giảm thì chúng ta không nên là mua vào đối với cổ phiếu trong dự án này đối với phát đạt anh chị nào mà đang cầm thì chúng ta lưu ý cái điểm gia tăng cái điểm chặt lại của chúng ta ha nếu anh chị nào mà lỡ mua cái vùng ở trên đây cao chưa hạ được thì vùng này tranh thủ từ cái vùng 20.9 cho đến cái vùng mà cao nhất ngày hôm nay là 21.5 thì chúng ta tranh thủ hạ ra cắt lỗ 50% 50% còn lại xem coi nó vượt được cái vùng 21.78 không nhưng mà để vượt cái vùng 21.78 này em không đánh giá cao tại vì rất khó anh chị thì chúng ta không phải nhiều tiền nó vẫn có khả năng xác suất sẽ tăng được ha anh chị nên chúng ta lưu ý là hạ 50% trước chia ra 50% còn lại chúng ta sẽ chờ các cái vùng ở phía trên rất là khó tại vì trên cái vùng này kẹt nhiều lắm anh chị 21.2 từ 21.2 cho đến 21.7 18 kẹt rất nhiều nên mọi người lưu ý mã cổ phiếu này không nên quá chủ quan ha và chúng ta cũng nên chặn lại lên là cái vùng mà 20.5 mất 20.5 là nó rất là nó lại quay trở lại các cái vùng phía dưới anh chị để ra này em thì cứ vùng này thôi ngày mai mà nó anh chị có nhiều anh chị cũng nhắn tin trong nhóm nhắn tin hỏi em là chưa kịp chốt BR thì em nói ngày mai chúng ta đẻ nếu mà đầu phiên á mà nó rung lắc thì thôi anh chị hạ nó luôn cho nó an toàn 50 50 còn lại để xem trong phiên nó kéo lên không ngày mai là ngày đáo hạn phái sinh ha anh chị nó sẽ có những cái sự biến động nó nhiều đầu phiên có khả năng thị trường chúng ta giống như em vừa chia sẻ nó sẽ nhúng về lại cái vùng 1210 xong sau đó nó mới tăng lên được thì mọi người lưu ý uh, các cái mã cổ phiếu để bảo đảm lợi nhuận còn hồi lại lên mạnh hay không thì cái này rất khó tùy vào các mã cổ phiếu nên chúng ta cứ chia ra để hạ tỷ trọng cũng như là chốt lời thì nó an toàn hơn đối với những anh chị nào mà cần em Lâm hỗ trợ thêm về các mạng cổ phiếu khác thì có thể nhắn tin em Lâm thông qua số điện thoại 0903088113. hoặc anh chị nào mà muốn về với đội của anh em để chuẩn bị cái đợt bắt đáy sắp tới thì có thể chuyển ID về 2853 của em Lâm anh chị. Cảm ơn anh chị rất là nhiều vì đã xem hết video này. Hẹn gặp lại anh chị trong các video tiếp theo. Chào tạm biệt mọi người.